Ok, xin chào các bạn. Hôm trước mình có làm những cái clip so sánh về cái này cái kia, cũng thấy mọi người rất là thích xem cái nội dung đó. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái clip so sánh như thế này. Và chủ đề ngày hôm nay chính là thành phố Vũng Tàu của Việt Nam và thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Yeah, đây là hai thành phố vừa là trung tâm kinh tế vừa là điểm đến rất là thu hút khách du lịch của mỗi nước. Rồi, bắt đầu nghe. Thứ nhất là địa hình và vị trí. Vũng Tàu thì nằm ở đông nam của Việt Nam, thành phố lớn nhất thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và thành phố thì nằm trên một cái bán đảo ôm lấy vịnh Gành Rái. Vùng này là vùng cửa sông, ở phía trong vịnh thì có đảo Gò Găng và Long Sơn. Còn ở phía ngoài thì chỉ có một cái hòn đảo rất là nhỏ là Hòn Bà. Tương tự thì Rio de Janeiro thì nằm ở phía đông nam của Brazil, ôm lấy vịnh Guanabara. Đây cũng là thành phố lớn nhất của bang Rio de Janeiro. Cũng giống như Vũng Tàu thì nằm trên một cái vùng ven biển và ở trong thì có những cái dãy núi đồi. Tuy nhiên thì cái địa hình của Rio de Janeiro thì nó chia cắt khá là ngoạn mục và tạo ra rất nhiều cái hòn đảo, nhiều hơn so với Vũng Tàu rất là nhiều. Và tiếp theo thì chúng ta nói một chút xíu về cái tên gọi của hai thành phố này. Đối với Vũng Tàu của Việt Nam thì cái tên này đã xuất hiện rất là lâu rồi và đã được ghi chép trong nhiều cái sách địa lý và lịch sử của Việt Nam từ rất là xa xưa rồi. Từ năm 1775 thì tàu thuyền của Bồ Đào Nha và Pháp thì mới ra vào cái bờ biển Vũng Tàu này để buôn bán và trao đổi hàng hóa. Người Pháp họ mới đặt tên là Cap Saint-Jacques, có nghĩa là mũi đất mang tên Thánh Jacques. Đây là một cái thành phố ở Việt Nam nhưng mà mang cái tên rất là Tây và nó tồn tại rất là lâu. Còn đối với Rio de Janeiro thì cũng có một cái câu chuyện nó liên quan đến việc cái tên của cái thành phố này. Thành phố này được gọi là Rio de Janeiro tại vì là một cái cuộc thám hiểm của người châu Âu bởi một cái thuyền trưởng là người Bồ Đào Nha. Thì cái ông này ông gặp cái vịnh Guanabara này vào ngày 1 tháng Giêng năm 1502. Vì là ngày 1 tháng Giêng cho nên là ông mới đặt tên là Rio de Janeiro, có nghĩa là sông tháng Giêng. Về diện tích và dân số thì cái này là nó là một cái một trời một vực thực sự. Tuy nhiên thì chúng ta có quyền hướng đến để so sánh với những cái thành phố phát triển trên thế giới và chúng ta có quyền hy vọng một ngày Vũng Tàu sẽ phát triển như những cái thành phố đó. Thành phố Vũng Tàu thì chỉ có 144,1 km vuông thôi. Dân số năm 2018 được ước tính là 527.025 người. Thực ra cái con số này nó sẽ nhiều hơn tại vì cái số lượng khách vãng lai và làm việc ở Vũng Tàu phải nói rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó không là gì so với dân số khoảng 6 triệu của Rio de Janeiro. Nếu mà tính cả cái vùng đô thị Rio thì nó lên đến khoảng 13 triệu người. Và đây chính là thành phố đông dân thứ hai của Brazil sau São Paulo. Toàn thành phố thì có diện tích là 1.221 km vuông, tức là khoảng hơn phân nửa so với diện tích của cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có một cái lầm tưởng giống nhau giữa hai cái thành phố này. Đối với Rio de Janeiro đó thì mọi người nhầm tưởng đây là thủ đô của Brazil, tại vì cái thành phố này nó quá là nổi tiếng rồi. Nó tổ chức thế vận hội rồi những cái hoạt động rất là nhiều nổi tiếng trên thế giới thì nhiều người cứ nghĩ đây là thành phố thủ đô của Brazil, tại vì khi nhắc đến Brazil thì ta nhớ ngay đến cái thành phố này. Thực tế thì đây đúng là thủ đô của Brazil giai đoạn năm 1763 năm 1960 và của đế quốc Bồ Đào Nha từ năm 1808 năm 1821. Đây là một cái thủ đô của một cái đế quốc châu Âu nhưng mà nằm ở ngoài châu Âu. Tuy nhiên thì cái sứ mệnh thủ đô của nó đã kết thúc rồi. Đối với Vũng Tàu của chúng ta thì là một cái trung tâm kinh tế và trung tâm hậu cần rất là quan trọng của ngành vũ khí Việt Nam. Và mọi người cứ lầm tưởng tất nhiên đây chính là nơi đặt các cơ quan hành chính, có nghĩa là tỉnh lỵ của Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên thì các cơ quan hành chính rồi công an, đài phát thanh, truyền hình, nói chung là tỉnh lỵ của Bà Rịa Vũng Tàu không đặt ở Vũng Tàu mà đặt ở thành phố Bà Rịa. Thành phố Bà Rịa trong những năm gần đây cũng rất là phát triển. Ok, và tiếp theo là nói về cái thương hiệu du lịch cũng như là cái lễ hội. Đối với Rio de Janeiro thì phải nói là nhắc đến đây thì người ta nhắc đến ngay một cái lễ hội rất là rộn ràng, đó là lễ hội Carnival. Cái lễ hội Carnival đầu tiên thì được diễn ra Rio là khoảng năm 1723. Đây là một cái lễ hội đường phố được coi là lớn nhất trên thế giới với 2 triệu người tham gia mỗi ngày. Trước nay thì tôi thật sự tôi cũng không hiểu là cái hội Carnival này nó mang ý nghĩa như thế nào. Tại vì khi thấy đến cái lễ hội này đó, mọi người đến và mặc những cái trang phục sặc sỡ, hóa trang thành những cái nhân vật
và bắt đầu nhảy múa rất là điên loạn ở trên đường phố với những cái điệu nhạc samba nó sập sình rất là vui. Và sau này thì mình mới bắt đầu tìm hiểu cái carnival này thực sự may nghĩ gì. Thật ra nó cũng rất là hay. Theo đại sứ của Brazil tại Việt Nam á, thì ông cho rằng từ carnival này xuất phát từ một cái từ Latin có nghĩa là kiêng, tránh xa thịt. Việc loại bỏ thịt là một cái yêu cầu quan trọng trong mùa chay. Đây là một cái giai đoạn kiêng cử nhằm mục đích là thanh luyện do giáo hội Công giáo đề ra trong vòng 40 ngày trước lễ phục sinh, và các tín hữu trong thời Trung cổ buộc phải tuân thủ. Thì cái lễ hội Carnival này nó mới diễn ra với mục đích là diễn ra trước cái mùa chay đó. Mọi người cùng với nhau vui chơi giải trí rồi vui đùa, thậm chí là khoái lạc tuyệt tùng để chuẩn bị cho cái mùa chay sắp tới. Đối với Vũng Tàu thì những năm gần đây cũng có tổ chức những cái lễ hội festival biển và kết hợp với carnival kiểu các kiểu, nhưng mà mình thấy nó rất là không hấp dẫn. Tuy nhiên thì ở Vũng Tàu có một cái lễ hội hấp dẫn hơn và phải nói là thương hiệu đối với Vũng Tàu, đó chính là lễ hội diều quốc tế. Đây là một cái lễ hội thả diều có quy mô lớn nhất ở Việt Nam với sự tham gia của rất là nhiều cái câu lạc bộ diều đến từ nhiều nơi trên thế giới. Cái lễ hội này được tổ chức vào những năm 2009 và dần trở thành một cái thương hiệu đối với du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về cái kiểu thời tiết khí hậu. Hai cái khu vực này có cái kiểu thời tiết và khí hậu giống nhau. Đó là khí hậu nhiệt đới Savanna. Nước ta thì nằm trong cái khu vực nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên thì ở phía nam cái kiểu thời tiết điển hình là kiểu khí hậu nhiệt đới Savanna. Cái sự đặc trưng của cái kiểu khí hậu này là có hai cái mùa mưa và mùa khô, và cây có một cái sự chênh lệch nhiệt độ lượng mưa giữa hai cái mùa. Đó là một cái thời tiết điển hình ở miền Nam Việt Nam. Và ở Rio de Janeiro thì cũng có cái kiểu khí hậu này. Tuy nhiên thì do hai khu vực nằm ở hai cái bán cầu khác nhau, cho nên là có một cái sự chênh lệch về cái thời gian, về cái thời điểm. Ở Vũng Tàu thì cái lượng mưa nó sẽ thường rơi vào khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Thì đó là cái lượng mưa nó nhiều. Và đối với Rio de Janeiro thì lại là nó hơi lệch. Nó hơi lệch về khoảng tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 thì cái lượng mưa đó là nó mới cao thôi. Về kinh tế thì thành phố Vũng Tàu là một cái thành phố công nghiệp, dịch vụ và du lịch nổi tiếng. Cái tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp của thành phố chiếm khoảng 90% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Đây là một cái thành phố hậu cần của ngành dầu mỏ Việt Nam. Các mỏ dầu khí nằm ngoài khơi trên thềm lục địa của Việt Nam là một trong những cái khu vực giàu dầu khí và khí đốt. Vũng Tàu và cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh xuất khẩu dầu khí lớn nhất của Việt Nam, và nơi đây cũng là trụ sở của xí nghiệp liên danh dầu khí Vietso Petro. Đối với Rio de Janeiro, hàng năm xuất khẩu tổng cộng là 7,49 tỷ đô la Mỹ hàng hóa, và cái hàng hóa chiếm tỷ trọng cao nhất, chủ lực nhất chính là dầu thô. Du lịch và giải trí cũng là những cái khía cạnh quan trọng khác của đời sống kinh tế thành phố, và thành phố này là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của người Brazil và người nước ngoài, cũng giống như thành phố Vũng Tàu là một cái thành phố du lịch nổi tiếng của nước ta. Nói về một số cái điểm đặc biệt của hai cái thành phố này, có một cái điểm thú vị đó là mỗi lần mà đến Vũng Tàu thì mọi người cứ hay hỏi là ở tại sao Vũng Tàu có phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 7, phường 9 vân vân mà không có phường 6. Thì đó là một cái điều thú vị mà chắc người Vũng Tàu thì không biết cái điều đó, còn khách du lịch thấy cũng đó cũng là một cái điểm thú vị nho nhỏ. Đối với Rio de Janeiro thì thành phố này nó có một cái tỷ lệ tội phạm rất là cao. Mặc dù đây là một cái thành phố được xếp vào nhóm các đô thị lớn trên thế giới, tuy nhiên 1/5 dân cư sống trong các khu vực lân cận, gọi là khu ổ chuột. Và cái điểm đáng so sánh cuối cùng chính là bức tượng nổi tiếng của hai thành phố. Ở Vũng Tàu thì bức tượng Chúa Kitô Vua hay là tượng Chúa Giang Tay. Cái bức tượng này thì được đặt trên đỉnh núi nhỏ và được xây dựng năm 1974. Theo cái trang web từ điển Bách Khoa mở thì họ nói rằng là tượng Chúa Giêsu này đã được xác lập là tượng Chúa Giêsu lớn nhất ở khu vực châu Á năm 2012. Tuy nhiên thì cái mình cũng không chưa kiểm chứng cái thông tin này. Bức tượng Chúa Kitô này có chiều cao lên đến 32m, sải tay dài 18,3m và đứng trên độ cao 170m. Đứng trên cái bức tượng này thì có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh cái khu vực thành phố Vũng Tàu. Còn về cái bức tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro đó, thì thật ra thấp hơn cái bức tượng ở Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ cao 30m thôi. Sải tay thì dài 28m, nặng 635 tấn, nằm trên đỉnh của đỉnh núi Corovado,
cao 700m. Việc xây dựng thì được kéo dài 9 năm, từ năm 1922 đến năm 1931. Có một cái sự kiện đáng chú ý là năm 2007 thì nơi đây được công bố là 7 kỳ quan mới của thế giới. Nói về 7 kỳ quan thế giới mới đó thì thực ra cũng có nhiều điều để nói. Nhiều người họ cho rằng đây chỉ là một cái đơn vị tư nhân họ đứng ra họ kêu gọi bầu chọn thôi. Tuy nhiên thì nó lại thu hút rất là đông những cái người tham gia trên toàn thế giới. Nó không phải là một cái kết quả chính thức, và UNESCO thì họ tất nhiên là họ không có chấp nhận cái kết quả này. Tuy nhiên thì đây là một cái kết quả cũng nên tham khảo. Và nói gì thì nói thì những cái kỳ quan mà được công bố thì nó lại nhanh chóng trở nên rất là nổi tiếng. Nó cũng mang lại một cái hiệu ứng tích cực cho ngành du lịch. Bây giờ thì đã đến thời điểm kết thúc rồi. Các bạn có thể để lại comment ở bên dưới và nhớ theo dõi. Có thời gian thì mình sẽ làm những cái thông tin hay hay hơn. Rồi, cảm ơn các bạn.